Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai mùng 10 tháng 4 trên kênh VTV và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày tới thì nắng nóng có xu hướng gia tăng làm cho nhiệt độ tăng mạnh từ 3 đến 5 độ tùy từng khu vực. Tuy nhiên, từ ngày thứ tư ngày 13 tháng 4 sắp tới, do ảnh hưởng bởi rãnh áp thấp có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam sẽ gây ra một đợt mưa nhỏ mưa vừa cho các khu vực ở Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ. Trong ngày hôm nay cho đến ngày mai, nhiệt độ ở các khu vực của Bắc Bộ có xu hướng gia tăng mạnh, nhiều nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao từ 30 đến 33 độ, riêng khu Tây Bắc tăng lên ở mức từ 35 đến 36 độ. Dự báo trong đêm nay, trời lạnh về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất hầu khắp khu vực ở Trung Du và Đồng Bằng dao động ở mức từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Sang đến ngày mai, đến trưa chiều trời tiếp tục nắng nóng, mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phố Bắc Bộ sẽ tăng cao từ 31 đến 35 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực miền Trung, vùng áp thấp phía Tây cũng mang đến cái nắng nhiều hơn cho các tỉnh thành miền Trung. Nền nhiệt trong ngày hôm nay cũng như ngày mai trên các tỉnh thành phố của miền Trung đều tăng nhanh lên rõ rệt. Ở các tỉnh vùng núi phía Tây dọc từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, do chịu ảnh hưởng của gió phơn đầu mùa làm cho nhiệt độ tăng cao, dao động trong khoảng từ 33 đến 36 độ. Còn các khu vực còn lại của vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế cũng như khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp hơn, dao động từ 31 đến 33 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam hoạt động sớm, mưa dông diện rộng sẽ gia tăng ở nhiều khu vực từ ngày 15 tháng 4 trở đi. Trong ngày hôm nay và ngày mai cũng là một ngày nắng mạnh, thời gian nắng kéo dài với cường độ mạnh. Vì thế, nền nhiệt ở hai khu vực này đều tăng cao. Ở khu vực vùng cao Tây Nguyên với mức nhiệt cao từ 31 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Còn ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cũng tăng lên mức từ 35 đến 36 độ ở các tỉnh thành phố miền Đông. Còn ở các tỉnh thành phố miền Tây với mức nhiệt từ 33 lên đến 37 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Đông Bắc giảm xuống cấp 5, biển động nhẹ, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực huyện đảo Trường Sa lại chịu ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo có trục từ 5 đến 7 độ vĩ Bắc nên có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.